Phật đại mâu nhiệm sáng tọa lạc giữa trung tâm thành phố đó, nét trầm tư giữa ồn ào phồn hoa. Diệt cô chùa thiêng có từ ngàn xưa, trải năm tháng nắng mưa bão giông giặc giã. Thành phố quê hương rồng vắng tay che chở lớp bụi thời gian, mơ tích cổ huyền bị tung lắm. Diệt cổ chùa thiêng Nghệ An yêu thương non nước một miền, sông núi hồn thiêng địa linh nhân kiệt, biết bao bậc tiền nhân xả thân vì đất nước, chôn đất lành cho hạt Phật sinh sôi. Nhìn diệt cổ hôm nay ta nhớ lại một thời, một thời bão sông, một thời đạn lửa, cả thành phố hoang tàn, toàn dân cơ thổ, gạch vùn thành vĩnh còn đó những vân thơ. Đại hùng điện sáng lung linh, đây sáng đường bên kia là tăng xa, mở rộng khuôn viên vườn hoa lối ngõ, mái chùa cống nét vẽ thật tài tình, là trụ sở giáo hội Phật giáo Nghệ An, trung tâm văn hóa giáo hội Phật giáo Nghệ An, nơi luận ban tư tâm tư thiện, xây cầu dân sinh hiến máu nhà tình nghĩa, phong trào trồng cây bảo vệ mỗi trường. Tăng ni Phật tử từ khắp nơi tụ hồi về đây chắp tay cầu nguyện, bỏ u mê giác ngộ và hướng thiện, sống thành thơi tốt đạo đẹp đời. Đến cửa Phật thấy đời tốt tươi, đến với cửa Phật tính người sinh sôi. Hỷ xả từ bi thiện nhân vô ngã, giữa hào hoa trung tâm thành phố đỏ, mái chùa linh thiêng như sự nhịp sống lắm. Diệt cổ chùa thiêng còn đó dấu xưa của các bậc tiền nhân Xô Việt, nơi cửa Phật uy linh trầm mặc, bao thế hệ cha anh luận ban hội họp quyết vùng lên vì độc lập tự do. Phật giáo Nghệ An nguyện chung một con thuyền, trong tổ lốc bão giông con thuyền cách mạng, phù hộ độ trì cho chúng sinh muôn loài, cứu khổ muốn dân thoát khỏi bể trầm luân. Bình minh đang lên thành phố đỏ anh hùng, nghe vọng tiếng chuông chùa khi chiều buông ráng đỏ, tiếng mõ câu kính như nhịp tim Phật tử, sống thiền tâm hỷ xả từ bi.
Long, thành phố đỏ anh hùng, tung lâm diệt ngã cổ, sáng bừng đức tiên.